Video này được tài trợ bởi shopkenshin24h.com, uy tín, an toàn, giá rẻ, với kho tài khoản đa dạng, hợp giá, nạp game an toàn. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Spyro Jaden. Đã hơn 10 ngày kể từ khi La Hoàn cập nhật phiên bản 3.4 và cũng là hơn 1 tuần mẹo La Hoàn được lên sóng, đồng nghĩa với việc đã đến lúc để chúng ta cùng đến với tập đầu tiên của mùa thứ 9 Viewer Shaper rồi. Mỗi cuối tuần, mình sẽ có một bài đăng trên tab cộng đồng của kênh để thông báo về việc mở form đăng ký cho chương trình, trừ những tuần có chương trình bình luận giải đấu hoặc mình bận không thu xếp được. Các thông báo về ngày giờ cụ thể sẽ thường được mình thông báo tại phần ghim của các video showcase gần đó, nên các bạn có thể thường xuyên theo dõi để nắm bắt thông tin. Mình sẽ mở form đăng ký trong vòng 30 phút thôi, vì vậy hãy nhanh tay để có cơ hội được tham dự nhé. Sau khi form được mở, bạn chỉ cần truy cập và cung cấp đầy đủ các thông tin trong phiếu là xong. Kết thúc 30 phút đăng ký, mình sẽ tiến hành kiểm tra, loại bỏ những trường hợp không đủ điều kiện tham gia và quay số ngẫu nhiên để lựa chọn một bạn may mắn trong các phiếu còn lại. Sau đó sẽ liên lạc qua Facebook hoặc địa chỉ email mà bạn để lại. Nếu trong vòng 30 phút kể từ khi liên lạc mình nhận được hồi âm thì vòng đăng ký chính thức kết thúc và mình sẽ công bố kết quả trên tab cộng đồng của kênh luôn. Còn nếu quá 30 phút mà không nhận được phản hồi từ người được chọn, mình sẽ hủy bỏ kết quả và tiếp tục quay số ngẫu nhiên để lựa chọn một bạn khác, cho đến khi nào tìm được người may mắn thì thôi. Trước khi tham gia thì các bạn cũng nên lưu ý là hãy luôn bật đầy đủ các tính năng bảo mật tài khoản để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đồng thời thật cẩn thận nếu có ai đó mạo danh mình nhé. Mình sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin cho ai để hỏi về thông tin của tài khoản đâu. Vì vậy nên các bạn hãy hết sức chú ý. Bạn khán giả may mắn trong tập đầu tiên này của chúng ta đó chính là Pony bé nhỏ. Không dài dòng thêm nữa, chúng ta hãy cùng xem thử phiếu đăng ký của bạn ấy thôi nào. Pony nói rằng bạn ấy đang phải chơi trên một thiết bị cấu hình thấp, mất từ 10 đến 20 giây thì quái mới xuất hiện luôn cơ. Một vấn đề muôn thuở và rất khó khăn để có thể vượt qua phải không nào? Tiếp theo bạn ấy nói rằng là đang không quen tuần hoàn đội hình, đội người còn hơi lung tung và cần mình đưa ra những chỉ dẫn. Thực tế mà nói thì có muôn hình vạn trạng các dạng đội hình khác nhau với rất nhiều các kiểu bố trí thắng di vật, vũ khí và các nhân vật hỗ trợ tùy dụng ý. Vì vậy nên để đưa ra một hướng dẫn cụ thể theo mình là một điều không thể và cũng không nên làm. Nó cũng như là tình trạng học vệt vậy. Bạn cố gắng học thuộc lòng khi không hiểu bản chất thì sẽ rất là mau quên và không có nhiều ý nghĩa trong thực tiễn. Theo mình thì cách dễ nhất đó là bạn cứ nhớ tuần hoàn đội hình theo trình tự, từ dài đến ngắn. Tức là chiêu nào hiệu lực lâu thì dùng trước, hiệu lực ngắn hơn thì dùng sau, và từ off-field đến on-field là được. Ngoài lệ duy nhất cần tuân thủ nghiêm ngặt về trình tự thay đổi nhân vật theo mình chỉ có một trường hợp, đó là quyển sách Câu chuyện diệt rồng mà thôi. Và đây chính là các đội hình đã được Pony tin dùng. Phòng 1 và 3 nửa trên thì là một đội hình Quick Bloom với một mắt xích được thêm vào trong mặt trận phòng ngự là Barbara. Phía dưới thì bạn ấy muốn sử dụng một đội hình có xu hướng là Sao Hyper Carry. Tuy nhiên tại mắt xích hệ phòng hỗ trợ nạp cho Sao thì lại là Kazuha, một quân bài tương đối là lạc quẻ và phí phạm tiềm năng. Khả năng cao là bạn ấy đã không có Faruzan rồi, nhưng Kazuha cũng chắc chắn không phải là máy nạp tốt nhất dành cho anh chàng Sao, khi quá trình nhảy đáp của anh ta thường sẽ trở lại rất ít hạt năng lượng để bạn có thể kịp phân nổ sang cho vị trí của Sao. Và như mình đã nói trong một video trước đây, nếu bạn không kịp swap sang Sao để bắt lấy số hạt năng lượng rơi ra thì Sao sẽ được hưởng 1/3 lượng năng lượng đó mà thôi. Ngoài ra thì bạn cũng đang tự loại bỏ thế mạnh lớn nhất của Kazuha bằng việc cho anh ta đi trong đội này, đó chính là giảm kháng và tăng sát thương với các nguyên tố có thể khuếch tán được. Chính vì nguyên nhân đó mà Pony đã chỉ lấy được 3 sao ở phòng đầu thôi, còn phòng 2 mình đoán là chỉ lấy được 1 sao và phòng đấu cuối thì là 2 sao. Để bù cho thành tích ở phòng 2, bạn ấy đã thay đổi hình sang sử dụng đó là Ayaka đóng băng cho nửa dưới và một đội hình hỗn hợp đa phản ứng cho nửa trên. Về đội nửa dưới thì mình không thấy có quá nhiều khó khăn vì đội này có Diona là một trong những con bài hữu hiệu nhất trong mặt trận phòng ngự tại nửa dưới với rất nhiều con quá có sát thương băng rải rác cả 3 phòng đấu. Tuy nhiên thì phía nửa trên lại là một đội hình mà mình thấy có tiềm năng bị lủng củng khi triển khai. Chủ yếu là do Bedo là một nhân vật khá khó để bạn có thể vận hành như một con bài lô solo do lượng năng lượng yêu cầu tương đối lớn. Ngoài ra hỏa đôi khi cũng sẽ chen ngang vào các phản ứng của Thảo, Lôi và Thủy gây mất sát thương của đội hình nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đăng nhập vào tài khoản của bạn Pony để xem thử thôi nào. Đây là một tài khoản mà mình thấy có khá nhiều các con bài chủ lực tốt để lắp ghép đội hình xung quanh. Đầu tiên thì mình sẽ xem thử Yaimiko xem sao. Đây là một Yaimiko được build theo xu hướng tập trung hơn vào châu nộ với bộ thánh di vật gồm 2 như sấm và 2 tông thất. Một hướng build mà mình thấy là sẽ chỉ có thể phát huy được tác dụng khi có một con bài hệ lôi khác trong đội hình để nạp hộ mà thôi. Ngoài ra thì các build này cũng sẽ làm mất một ít sát thương của kỹ năng nguyên tố nữa, do đó hãy lưu ý nhé. Tỷ lệ bảo kích thì đang còn hơi thấp nhưng mà không sao, vẫn ở mức chấp nhận được. Như đã nói thì để Yai này phát huy được sức mạnh của một lối build tập trung vào châu nộ sẽ cần thêm một con bài hệ lôi nữa. Bạn ấy đang có sẵn một Curtin build khá là ổn nên mình sẽ sử dụng luôn cô nàng này làm bạn cặp với Yai luôn. Vị trí tiếp theo thì chắc chắn rồi, sẽ là tiểu tảo thần Nahida. Đang phải mang tóm tắt ma pháp vì chân nhạc nhường cho Miko mất rồi, nhưng mà cũng không có vấn đề gì cho lắm. Thánh di vật thì mình đã đổi sang ký ức rừng sâu để tăng khả năng tự làm tự ăn và tăng tỷ trọng sát thương đóng góp được từ Nahida cho toàn thể đội hình.
Cuối cùng thì tất nhiên rồi, mình sẽ lựa chọn Zhongli với khả năng giảm kháng nguyên tố và gia tăng sức chống cự cho các thành viên. Ngoài ra thì bạn ấy cũng đang build Zhongli với bộ 4 phiến đá, có thể bóp được sát thương nguyên tố lôi cho hai thành viên ban đầu nữa. Như vậy thì đây sẽ là một đội hình gần như tương tự với đội hình mà mình đã sử dụng trong video mẹo La Hoàn 304 vừa rồi luôn. Đội hình này thì cũng sẽ có ưu thế lớn khi đánh với ma trận điều hành tại phòng đấu cuối. Phía ở dưới thì mình sẽ bố trí luôn đội Ayaka đóng băng, một đội hình nguyên tố có thể khuếch tán được nhằm tận dụng thế mạnh rất lớn của Kazuha trong mùa La Hoàn này, một nửa dưới nơi anh ta đang đặc biệt mạnh mẽ. Bạn ấy đang có một Ayaka build ổn sẵn rồi, mình không cần đưa ra bất kỳ một sự chỉnh sửa nào nữa cả. Đội Ayaka cũng sẽ tận dụng nốt được Diona với thế mạnh khá lớn về mặt phòng ngự đối với các đòn thế hệ băng như mình đã nói lúc nãy. Mảng ghép cuối cùng của đội thì cũng đang có Mona luôn rồi, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì bạn ấy không có mảng thánh di vật nào của bộ 4 thiên nham cả. Chỉ cần Mona có thêm 4 mảng đồ của bộ thiên nham thôi thì sẽ càng giúp cho Ayaka được mạnh mẽ hơn nữa. Như vậy thì mình đã lựa chọn được hai đội hình ưng ý với các thế mạnh phù hợp với ải đấu rồi. Bắt đầu quá trình đi ải thôi. Đợt quay đầu tiên của phòng 2 nửa trên thì chắc chắn là không có vấn đề gì quá to tát rồi. Hãy cố gắng hạ gục chúng thật nhanh để nhường sân cho các con thú thăng hóa ở đợt tiếp theo nhé. Tại đợt quái thứ hai này thì lời khuyên của mình sẽ là hãy tập trung hỏa lực nhiều hơn vào con quái nào có cùng nguyên tố với nguyên tố gây lượng sát thương chủ yếu của đội hình mà bạn đang sử dụng. Chẳng hạn như tại đây bạn có thể thấy mình thường xuyên hướng tầm nhìn và sát thương của các thành viên vào con bọ cạp lôi, nguyên nhân là bởi vì nó có lượng kháng lôi rất cao, trong khi con quái hỏa thì không có được như vậy, do đó thì mình để nó ăn sát thương lan thôi cũng có thể tiêu diệt được rồi. Các bạn có thể thấy là mặc dù mình gần như hoàn toàn hướng tầm nhìn và sát thương vào con lôi, nhưng con hỏa vẫn là con quái bị hạ gục trước. Nếu bạn làm điều ngược lại, tập trung vào con hỏa và để con lôi sống lâu hơn, thì thành tích sẽ bị kéo dài ra khá là nhiều. Tất nhiên, vấn đề sẽ ngược lại nếu bạn đang sử dụng một đội hình với sát thương chủ yếu đến từ nguyên tố hỏa nhé. Với đội dưới thì mình đang có sẵn Diona, như đã nói là một trong những nhân vật hỗ trợ phòng ngự mạnh nhất với chiếc khiên băng của mình. Vì vậy nên mình chọn cách đánh để ba Magu tụ lại một chỗ luôn. Mình thấy có khá nhiều bạn vẫn bình luận là không gom được Magu theo cách này, thì lời khuyên của mình sẽ là các bạn sau khi khởi động, hãy chạy thêm một hướng vòng ra xa con sương phủ một chút, sau đó lia hướng nhìn vào trong. Nếu các bạn thấy sương phủ đang không thủ thế mà lại đi bộ như thế này, thì tức là nó sẽ không lướt đi nữa. Lúc đó thì bạn có thể tiếp cận vào và bắt đầu quá trình xả sát thương của mình rồi. Đội hình này không có Bayonet thì có thể chịu đòn tương đối là thoải mái. Mình thấy cũng có khá ít nguy cơ bị hạ gục giữa chừng. Chỉ cần trong quá trình đánh các bạn chú ý đòn thế của bộ ba này và cố gắng tránh né càng nhiều càng tốt là được thôi. Ma trận điều hành như đã nói không phải là một thử thách gì quá ghê gớm với đội hình xúc tác mà mình đã chọn lựa cả. Một lần nữa thì việc hiểu được thế mạnh của các thành viên trong đội và đưa ra lựa chọn ở khâu sắp xếp đội hình đã giúp mình có được lợi thế khi đi ải tại phòng đấu này.
Nửa dưới cũng tiếp tục là một phòng đấu mà mình có được lợi thế lớn nhờ khâu lựa chọn đội hình. Tất cả kẻ địch trong phòng này đều có thể bị đóng băng và hút lại, rất thuận lợi để triển khai thế trận. Đợt quá đầu thì chắc chắn là rất đơn giản và sẽ không tốn quá nhiều thời gian để vượt qua rồi. Đến đợt quá thứ hai thì như đã nói trong mẹo lao hàn, mình vừa nạp năng lượng vừa kết hợp di chuyển đến vị trí của con Eremite Thảo để chờ sẵn. Khi các con linh thú của bọn nó được triệu hồi ra thì gần như tất cả đều sẽ tập trung về một vị trí này, tạo nên thế trận gồm 3 con linh thú và một con Eremite Thảo tụ hợp tại một điểm. Chỉ cần mình sử dụng một chu kỳ xả duy nhất thì có thể tiêu diệt 3 con thú này lẫn bản thể của con Eremite Thảo luôn rồi. Sau khi màn băng tan đi thì thế trận hiện ra lúc này chỉ còn 2 con quái đang suy yếu mà thôi. Và lúc này con quái hỏa cũng đã dịch chuyển sang một vị trí rất gần với con quái phong, quá đơn giản rồi. Thong thả vừa nạp và khi đã đủ năng lượng thì tiêu diệt cả 2 con cùng một lúc thôi. Như vậy thì tập đầu tiên của Viewer Shaper Season 9 đã khép lại rồi. Mong là nó hữu ích và giúp được các bạn trên chặng đường leo ải. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.